Anh hai, không có đâu anh hai. Má sai em mang mấy cái bánh má nấu hồi sáng, anh với thằng Đen ăn nha. Lâu lâu má cũng muốn nấu nướng món gì đó gửi ra cho anh. Má thương anh là con ruột vậy đó. Nhưng mà nếu má không có sai bảo gì thì thinh thoảng em cũng muốn trong xuồng nhỏ ra đây để thăm anh có cần giúp việc nhà. Ngoài này con nít đàn ông nhà cửa mấy được ngon gàng. Từ ngày chị em bỏ đi một mình anh dòng tường cho chị em đã đi xa biệt dạng hương gì nào còn gần một chục năm qua.
Anh hai, vì anh quá thương chị hai em, nên lúc nào và bất cứ ở đâu anh cũng nghĩ hiểu nghĩ là có chị của em bên cạnh. Sao anh không nghĩ đến những người khác cũng đang ngày đêm lo lắng cho anh? Chuồng qua dạm để thăm anh.
Thank you.